như vậy là chúng ta đã xác định là ngày hôm nay Ruler muốn có một happy game. Thực sự là như vậy, Ruler nói riêng và Genji nói chung cũng đồng ý rằng là sau thắng lợi 2-0 của T1 thì họ xứng đáng có một ván đấu hay là một trận đấu vui vẻ với lại KDF. Đây chắc chắn không phải là một đội hình đặt nặng tính nghiêm túc trong giai đoạn cấm chọn, mà thực sự là họ đang muốn thử giới hạn của mình xem như thế nào. Rõ ràng là chúng ta thấy bên phía Genji, họ đây là một cái ván đấu mà có cơ sở để họ làm điều này. Tại vì nếu như họ lỡ mà không vận hành tốt thì họ vẫn còn có một ván đấu sau ở trong cặp BO3. Và nếu như họ vận hành tốt thì tự nhiên lại có một mối đe dọa khác dành cho các đối thủ của họ ở trong giai đoạn playoff sắp tới, nơi mà họ đã chắc chắn có mặt. Và tới ngay với ván đấu đầu tiên, cuộc đối đầu giữa Genji, đội đang đứng đầu bảng xếp hạng của LCK mùa hè 2022, và đối thủ của họ là KDF, đội cũng đang còn cơ hội có mặt ở trong top 6 với một ván đấu mà Ruler sẽ cầm Yasuo đường dưới đi chung với lại Sejuani hỗ trợ. Giải đấu nằm trong khuôn khổ của LCK mùa hè 2022 được nắm giữ bản quyền của Voxbox và rất hy vọng nhận được sự ủng hộ tiếp tục của các bạn khán giả bằng cách hãy để lại là một like và sub cho kênh phát sóng chính thức của giải. Một cái áp lực rất lớn đến từ bên phía của Olim với vị tướng đi rừng chuyên môn để găng sớm và ra sinh tốc biến hay là sinh năng lượng của đối phương sớm là Xin Dao. Nó đem lại một cái thành công tốt nghĩa đang khá là rực rỡ dành cho bên phía của KDF. Dù gì thì với sách phép thì Fate cũng sẽ có lợi thế ở trong tình huống trao đổi với lại đối phương về phép hỗ trợ. Còn Chu Vi thì việc không có được tốc biến ở khoảng thời gian cấp 6 này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nhịp farm của anh ta. Nhưng nếu như muốn nói về nhịp farm của Chu Vi thì bạn sẽ phải làm sao để phá hết mắt của Genji xung quanh khu vực đường giữa. Genji vẫn đang làm khá tốt điều này, khi mà họ vẫn còn tầm nhìn ở khu vực cánh dưới của khu vực đường giữa, và với cái lợi thế nhịp về vừa rồi khi xác định được tình huống ra giữa của Elim thì rồng đầu tiên miễn phí cho bên phía của Genji. Mọi chuyện vẫn đang khá là đúng quỹ đạo cho đội đứng đầu bảng xếp hạng. Liệu con sứ giả này sẽ được kiểm soát như thế nào đây, khi mà bên phía của KDF họ có mắt nhưng họ chưa phá được mắt đối phương. Còn Binet thì cực kỳ tự tin, anh ta đánh hạt thông nổ xuống và gõ vào con sứ giả ngay lập tức mà không chờ đợi bất kỳ một giây phút nào. Genji tính toán rất tốt về mặt kinh nghiệm khi mà lúc này cả hai người đường dưới của họ đều đã có chiêu cuối. Tương tự như vậy là từ bên phía KDF, nhưng bộ đôi đường dưới của họ đang di chuyển về chậm hơn một tí. Doran sắp hóa na khổng lồ. Đây là một nhịp giao tranh rất đẹp dành cho Genji. Họ quyết định mở trước và Elim không kịp tỉnh. Mặc dù có bán nguyệt thương nhưng con Xin Dao của Elim đi không chân không chạm đất. Và sau đó là nạn nhân tiếp theo là Kim double kill cho Chovy. Và rất nhanh chóng Genji chụp lấy ván đấu này, gần như bỏ vào túi. Không mất bất cứ một tốc biến nào đến từ Genji Sport để mở pha đó. Cả Elim anh ta dùng bán quyền thương nhưng ngay lập tức dính chân chối và nằm xuống. Đúng là chân không chạm đất luôn. Và người đi dựng bên phía KDF nằm xuống, thêm mạng của Kim đi theo nữa. Và Genji triển khai con sứ giả một cách rất nhanh chóng. Nhưng khi như tôi đã nói, chỉ cần họ kích hoạt được chân chối đến từ Yasuo và một mục tiêu đến từ KDF bị dính cú chiêu cuối đến từ vị trí của Ruler thôi, ngay lập tức họ sẽ biến mất. Và đây sẽ là Fate gặp nguy hiểm. Bola băng quáng thẳng vào ép luôn tình huống lui về đến từ vị trí của Fate. Anh ta dính đóng băng rồi, sát thương là quá lớn đến từ bộ ba bên phía của Genji và đã có mạng, nhưng ngay lập tức đổi mạng ngược trở lại khi Elim anh ta hạ gục thành công được cú công trong tay Kỳ Đất. Là một đội một, nhưng rõ ràng là Genji Sport có nhiều áp lực hơn trong pha nhớ vừa rồi. Và Ruler thoải mái ở cánh dưới, anh ta sẽ có thêm những stack trụ để có thể gia tăng thêm những lượng kinh tế dành cho mình. Và chúng ta được xem lại một pha côn rất nhanh đến từ Genji. Và thật sự là không có nhiều thời gian để cho Elim có thể bung chiêu. Anh ta còn thậm chí không kịp dừng tốc biến của mình. Và hai mạng thật sự rất đơn giản dành cho vị trí của Châu Vi. Với một con Asia đang rất cần những cái lượng kinh tế để có thể tăng đầu. Đây là pha bola băng để khắp góc đến từ Lehen. Nếu như đi về cái đường phía dưới và sử dụng cho mình thêm những phép bổ trợ thì Fate anh ta sẽ bị dính bola băng. Và cái việc mà anh ta lên bảng điểm số là gần như chắc chắn trong tình huống đó. Genji tính toán rất kỹ nha, họ nhắm những cái mục tiêu vào những cái người không còn phép bổ trợ của đối phương. Và cụ thể hơn là không có tốc biến trên người của Fate trong cái tình huống đó nữa. Và kể cả có một đổi một đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ dồn được tài nguyên và dồn được thêm những lượng kinh tế dành cho Ruler ở cánh dưới khi mà anh ta hoàn toàn thoải mái. Và đây sẽ là tiếp tục một tình huống macro nữa khi Genji Sport di chuyển 4 thành viên ra khu vực đường giữa. Họ lấy 4 giáp trụ ở vị trí của Ruler, Chovy cũng như là Peanut. Và đây không phải là lần đầu tiên bên phía của LCK chứng kiến combo Yasuo với lại Sejuani, nhưng thực ra nó cũng khá là lâu rồi. Kể từ thời điểm mà bên phía của Damwon còn có Nuclear trong vai trò xạ thủ chứ chưa phải là Ghost. Và bây giờ thì chúng ta được chứng kiến trở lại cái combo này. Combo này thực ra thì nó khá là chắc kèo, tại vì Sejuani cũng có công cụ để có thể hất tung. Giống như vừa rồi chúng ta thấy pha combo ở khu vực hang sứ giả để hỗ trợ Ruler. Dòng nước và linh hồn dành cho Genji Sport ở một khoảng thời gian rất là sớm. Nếu như họ sở hữu được hai con rồng tiếp theo của ván đấu và con rồng ở 30 giây nữa thì tôi khá là chắc là KDF sẽ không thể làm được gì cả. Họ mất những cái trụ ngoài từ rất là sớm, họ mất trụ một đường giữa, họ bị gây áp lực mất luôn trụ một đường dưới. Tức là cái đường ra rồng của KDF nó rất là xa. Và
và hãy nhìn những cái con mắt cắm, con mắt vật tổ và con mắt kiểm soát được Gen Z Sport cắm vào cái khu vực bùng đỏ của KDF đi. Gần như là một màu đỏ bao trùm. Và nếu như mà tắt tầm nhìn đến từ KDF bây giờ thì họ sẽ chỉ có một chút ít những cái tầm nhìn ở khu vực màu xanh của mình mà thôi. Sẽ phải đi từ từ ra. Và rất nguy hiểm như tôi đã nói, cái đội hình bên phía của Gen Z nếu như cả 5 thành viên cùng bung chiêu và lao lên cùng với chiêu cuối của Ruler, thì một thành viên nào đó hay thậm chí là 2-3 thành viên dính hiệu ứng hất tung sẽ ngay lập tức nằm xuống, lấy hand bảo kê thì đúng lao thẳng vào lại là chân chuột nhắm vào Elim. Và Elim anh ta thấp máu quá rồi, anh ta chuẩn bị lấy bảng điểm số kiên sức được sử dụng khá kịp thời, nhưng Ruler là người lấy bảng điểm số đầu tiên. Quinn ngay lập tức trả thù dành cho đồng đội của mình. Kinn anh ta đang thấp máu được vị trí của Yumi nhậm nhưng cũng không thể chống chịu được lượng sát thương mà đội hình bên phía của Gen Z Sport tạo ra. Double kill dành cho vị trí Quinn và là 1-2, chính xác là 2-2, nhưng bên phía của Gen Z có dòng và họ vẫn là người có được ưu thế. Tôi có cảm giác rằng sau pha thứ nhất và thứ hai thì hình như là nhiệm vụ của Ruler là giữ chân đối phương bằng răng trối để cho đồng đội gây sát thương, cụ thể là cho Chovy thì phải, tại vì anh ta không được nhường tài nguyên nha. Những cái đường nào mà an toàn thì là đường sẽ là ưu tiên cho Chovy với đặc tính tích để đưa cho Chovy, còn rồi Ruler vừa phải chạy vào rừng để có thể lấy cái thêm nguồn tài nguyên đến từ các loại quái rừng vẫn hút được. Và sau đó là bên phía của Genji lao vào với một tình huống đồ đạn hóa na khổng lồ, người bị cô lập phía bên ngoài là Elim và ta đã nằm xuống, lần này nằm xuống rất nhanh. Binet lao vào cực kỳ đẹp và Genji bắt đầu tràn tới cú lốc thành công, trăng trối được sử dụng và đó là điểm hạ gục cho Ruler. Sau đó Teddy cũng không còn đường về nữa, anh ta cũng nằm xuống, double kill cho Chovy và đây có thể là tình huống đẩy thẳng vào khu vực đường giữa, ít nhất là một cửa cho Genji. Genji giao tranh quá đơn giản, một tình huống mà Elim đứng quá cao, anh ta không có tốc biến nữa, mất bán huyệt thương và bị đẩy về với tình huống na khổng lồ hất tung cũng như là làm choáng thêm hai thành viên nữa đến từ bên phía của KDF. Có vẻ như là không tin đồng đội nữa đến từ Ruler hay chăng đây? Chắc là kiểu như theo tâm lý là bây giờ muốn tự làm tự ăn, tại vì đồng đội thực ra cũng không nhường farm cho Ruler. Chúng ta đang thấy rằng điều này vừa mới nói trước khi vào tranh vừa rồi diễn ra là đây là ván đấu mà Ruler không được ưu tiên về mặt chỉ số lính. Người được ưu tiên nhiều nhất như bình thường thôi là Chovy, sau đó Doran với những tình huống được farm ở cánh. Còn Ruler thì bởi vì ở khu vực đường giữa, thực ra trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng không phải là có nhiều lắm cái cơ sở để di chuyển lên cao để farm. Đây ví dụ như ở cánh thì là Chovy, do đó thì tốc độ farm của Chovy nó vẫn giữ một cái nhịp rất là khủng khiếp với 242 chỉ số lính. Hôm nay thì chắc là Chovy có gọi nội tại thì Chovy đi đường nào đường đó, tự nhiên mỗi đợt lính có thêm 3 con, tổng cộng có 9 con lính mỗi đợt. Sự theo farm ghê thật. Đồng ý là tài nguyên trên bản đồ thì hiện tại thì Gen Z Sport họ đang ăn hết, họ đang ăn cả rừng mình cả rừng đối phương, nhưng thật sự là đây là một cái khả năng farm rất là tối ưu từ giữa bên phía của Gen Z Sport. Và đây là pha ép dịch chuyển à, cái ép họ vừa sử dụng một cú dịch chuyển, họ đang muốn giao tranh đối phương nhưng Gen Z Sport đang có lợi thế và họ sẽ dập ra khu vực hang rồng trong tình huống này. Có na khổng lồ đến từ Doran và đây rõ ràng sẽ là ưu thế về mặt kiểm soát rồng dành cho Gen Z. Họ đã có được linh hồn rồng và họ đang muốn đánh bật ngược trở ra tốc hành đến từ vị trí của ai đó vừa được bật, và đó là Kinn với việc là anh ta cần phải bật tốc hành để đào thoát. Pha vừa rồi thì Chovy cũng rất là áp lực, anh ta lao lên. Teddy thật ra không có tốc biến trong pha đó nên anh ta chỉ tăng tốc và chạy mà thôi. Pha này thì lốc không thành công, linh hồn rồng nước đang được Genji muốn chuyển hóa nó thành bùa lợi Baron ngay lập tức. Họ chạy rất nhanh vào hang Baron và họ ăn rất là nhanh nha. KDF không có tầm nhìn và đi vào một khu vực tối như thế này, chỉ có một con tướng có thể đi vào trước mà thôi, đó là Xin Dao cổng theo con Yumi. Baron không còn nhiều máu nữa, Elim không dám vào. KDF nhìn con Baron này họ sợ quá, Elim bây giờ mới lù lù bước vào thì đây là một pha mở ra rất dễ dàng từ bên phía của Genji. Na khổng lồ làm choáng một người phía sau, ta đi leo được qua tường nhưng ta chưa bắn được và ta không có góc để bắn. Còn phía trong thì Kinn đã nằm chung với lại Elim rồi và Fed thì đang bị giữ chân lại, không còn tốc biến, anh ta vẫn bị giữ chân. Chovy lao thẳng tới, sát thương cuối cùng đến từ người đi rừng của Genji và Baron bây giờ là miễn phí. Lại thêm một cú double nữa dành cho Peanut. Và đây quả thực là một ván đấu rất đơn giản dành cho bên phía của Gen Z Sport, khi mà họ đang out 11.000 vàng so với KDF ở ngay thời điểm phút thứ 23. Và tôi tin rằng sau bộ loại Baron thì nó sẽ lên đến con số 13, 14 cho tới 15.000 nữa trước khi họ kết thúc ván đấu này. Và kể cả đánh đội hình nào đi chăng nữa thì Gen Z họ đang tỏ ra là rất áp đảo so với lại bên phía của KDF ở trong giai đoạn hiện tại. Đây sẽ là ba đường ngay lập tức sau Baron dành cho bên phía của Gen Z Sport. Và cái ngưỡng tiền chênh lệch đang ở mức còn 20.000 vàng như thế này thì kể cả là chấp trụ bà, tôi vẫn nghĩ rằng Gen Z Sport sẽ có chiến thắng giao tranh. Họ có muốn làm điều đó hay không? Chovy đang rất muốn có một tình huống Supreme Shuffle khi anh ta vẫn còn tốc biến trên người. Còn bên phía kia KDF đang mất rất nhiều tốc biến, cú trước cuối vào khoảng không đến từ Doran và còn lùi đến từ người trên đường trên bên phía của Gen Z Sport và tạm thời cả 5 thành viên bên phía của Gen Z lùi ra. Và đó đúng là bên phía Gen Z muốn thử giao tranh ở trụ bà như thế nào.
Và tại vì là bên phía KDF không dám nhận cái kẹo giao tranh đó, cho nên là chúng ta không có tình huống combat mà thôi. Còn việc mà nhà lính hồi lại khu vực đường giữa, tôi nghĩ rằng cũng không làm giảm tốc độ của bên phía Genji bao nhiêu cả. Bullet Baron họ vẫn còn 1 phút, tôi nghĩ là dư thời gian để họ có thể dứt điểm ván đấu này luôn mà không cần tới Bullet Baron tiếp theo. Chỉ là bây giờ họ giao tranh thiếu một chiêu cuối. Ai sẽ là người mở trước đây? Duran đang ở dạng Natini, Binet cũng đang đứng khá là cao. Đợt lính đang được tích ở cả ba hướng và bên phía KDF họ không có cơ sở để có thể lao lên rồi Elim bị hất tung. Nhưng Ruler quyết định chưa lao vào vội, và đây là Na khổng lồ rồi. Na khổng lồ để có thể dẫn đầu. Kim quyết định lao ra mở vòng khoảng không gian được lập ra phía sau lưng, nhắm vào Chu Vi, nhưng anh ta có đồng hồ. Elim lao vào đã có điểm hạ gục đầu tiên cho Daddy, nhưng mà tại bị dính kiệt sức, Ruler đang chém tới và Chu Vi vẫn sống với điểm hạ gục dành cho bản thân anh ta. Còn bên phía KDF thì họ mất tiếp người thứ hai ở trong pha giao tranh này. Kim còn một chấm máu bỏ chạy và lượng máu này không cho phép anh ta giao tranh tiếp chung với lại Hoi cộng với lại Fed nữa. Bốn người còn lại từ bên phía Sơn Đoàn, ba người còn lại từ bên phía NG, họ vẫn đang tiếp tục đẩy vào. Kim lao từ nhà ra, nhưng trước mặt anh ta là quá nhiều lính được cường hóa. Chu Vi lao thẳng vào chung với lại Doran. Kim bấm đồng hồ câu giờ, lượng sát thương từ Fed là quá ít bởi vì nó bị lính che rồi. Và Fed thì cũng không làm được gì nữa khi mà bế Hoi chạy vào trong. 1-0 dành cho Genji sau 26 phút thi đấu.